Hi, chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình đang đi câu rắn mối này các bạn. Mình sắp về quê ăn Tết cho nên là mình câu rắn mối về để cho con rắn ráo nhà mình ăn. Hy vọng là nó sẽ sống sót qua cái dịp Tết các bạn. Đây, ra đây cho các bạn xem cận cảnh con rắn mối này. Rắn mối ở Vũng Tàu nhìn nó rất là to luôn. Đây này, nó đây này. Đó đó, hung hãn đó, đó. Này, đây là con rắn mối nhá. Để mình gỡ cái lưỡi câu ra cho nó đó. Chúng ta nuôi rắn ráo á, là chúng ta cho nó ăn rắn mối này, hoặc là lươn. Là hai loại thức ăn mà mình cho rắn của mình ăn. Rắn mối thì nó tốt hơn. Nhưng mà thì nhiều khi nó cũng là con bò sát thì nó cũng hơi tội. Để một lát nữa mình về mình cho rắn ráo ăn cho các bạn xem là cách cho rắn ráo ăn như thế nào. Câu rắn mối thì chúng ta sử dụng cái lưỡi câu bé xíu và mùi dế để chúng ta câu. Lát nữa mình chỉ luôn cho các bạn cách câu để bạn nào thích câu để cho rắn ăn hoặc câu để ăn thịt đều có thể câu được. Đây nãy mình để cho nó nuốt sâu quá. Rồi mình đã gỡ ra rồi rồi các bạn. Nhưng mà dế thì nó chạy ra hết trơn này. Trời ơi. Đây, câu rắn mối chúng ta mua dế này các bạn. Mua 5.000 dế là chúng ta được một bịch tha hồ câu. Dế này thì mình còn cho nhện ăn với lại câu tắc kè được luôn. Đây cho các bạn xem con dế này. Dế này mua ở ngoài tiệm bán chim cảnh nhá, 5.000 một bịch tha hồ câu. Chỉ cần khoảng vài con dế thôi là chúng ta câu được rồi. Đây mình đi câu rắn mối thì mình có cái túi mình đựng này. Đây cho các bạn xem sản phẩm đầu tiên của chúng ta. Con rắn ráo của mình thì khẩu phần ăn của nó sẽ khoảng hai con rắn mối này, hoặc là một con lươn tương đương với 1 đến 200 gram, khoảng tầm 40.000. Nếu mà mỗi lần cho rắn ăn là mình sẽ tốn khoảng 40.000 tiền lươn các bạn. Còn nếu đi bắt rắn mối thì tốn có 5.000 dế thôi. Ok, bây giờ mình đi tìm con rắn mối, sau đó mình sẽ chỉ cho các bạn cách câu này. Ở đây mình phát hiện tới một con rắn mối này các bạn. Đây, phải tinh mắt lắm mới nhìn thấy. Để mình chỉ cho các bạn xem. Đó, nó lò một chút xíu cái đầu. Anh quay phim zoom 2x lên cho mọi người xem. Zoom lên. Đó, thấy cái đầu nó đây không? Đó là con rắn mối nhá. Rồi, đây để bây giờ mình sẽ móc mồi vào. Mình câu nó cho các bạn xem. Chim kêu hay thế. Đây, cái lưỡi câu này bé xíu thế này thôi ha. Đây, đặt trên ngón tay cho dễ hình dung. Đó. Rồi móc con dế vào này. Con dế này tự nhiên nhảy lên tay. Lại thích ra đi trước à. Móc con dế vào cái lưng của nó này. Đó, như thế này để cho nó còn sống nhé. Phải để nó còn sống nhé các bạn. Rồi. Cái này đưa đến trước mặt con rắn mối thôi. Cố gắng hạn chế chuyển động nhé. Đây này. Hạn chế chuyển động đừng làm cho nó sợ. Đưa đến chậm thôi. Anh quay phim zoom 2x nhé. Cho mọi người xem cho rõ nhé. Đây này. Ui con dế nó bám. Những con rắn mối nào mà nó đa nghi á, thì nó sẽ dừng lại quan sát. Có thể nó chạy vòng quanh. Còn con nào tham thì như con này nó ăn luôn rồi đấy. Đó nó ăn rồi đó. Nó ngậm rồi, thấy không? Đây, quay gần lên cho mọi người xem đó. Không sao đấy, nó không chạy đâu. Đó nó đang nhai đó. Rồi, chờ nó nuốt rồi giật thôi. Rồi bây giờ mình giật này. Đây đây. Anh quay phim này ra xem thao tác mình giật. Các bạn canh khi nào mà nuốt sâu cái lưỡi câu mình mới giật được nhá. Rồi, đấy.
quá đơn giản cho một cuộc tình. Con rắn mối là nó vùng vẫy rất là mạnh, cho nên á, thường đi câu mình sẽ trang bị thêm cái xô, mình hất nó ra là mình bỏ vào trong xô thì nó không cứ rơi ra. Còn như thế này mà nó lỏng là nó chạy vụt mất. Rồi bây giờ mình gỡ nó này, chụp lấy đó, đây lại đây cho các bạn xem lưỡi câu nó mắc như thế này, nó mắc vào như vậy. Rồi bây giờ mình gỡ nó ra nhé, rồi mình sẽ review kỹ cái con rắn mối cho các bạn xem. Đấy, nuôi con rắn ráo là một tuần phải bỏ ra một ngày đi câu cho nó hai con rắn mối như vậy, hoặc là cho ăn một con lươn, tốn kém lắm. Nhà lại còn bao việc, đi câu như thế này tốn thời gian lắm các bạn. Đây, để mình sẽ kiếm cái chỗ nào đó mình review con rắn mối cho các bạn xem nhé. Đây, bây giờ mình cho các bạn quan sát cận cảnh con rắn mối này. Con rắn mối này nó rất là hiền, nó không cắn đâu nhá. Con rắn mối này á, nó còn có tên là thằn lằn bóng. Nó là một loại thằn lằn, nó là gần với thằn lằn hơn chứ không phải rắn đâu các bạn. Đó, con này vẫn chưa to hết cỡ, nhưng mà thông thường thì kích thước nó đạt đến như thế này là ok rồi. Đây, nhìn mặt của nó này. Rắn mối này các bạn có thể nuôi làm cảnh được. Mắt của nó chớp được đấy, nó có thể chớp mắt, chứ không giống như là mắt rắn, nó có thể nháy mắt được. Đó, con này thì nuôi nó thì cho nó ăn dế thôi, như là cách mình câu nó đấy. Nhưng mà con này cần phải phơi nắng thường xuyên. Đây, đuôi. Rồi chúng ta xem chân của nó này. Đây, chân của nó có 5 ngón nhé. Các cái móng chân giúp nó leo cây và di chuyển này. Bàn chân trước cũng 5 ngón nhé. Đấy, bên dưới bụng này vảy như vảy rắn luôn. Chỗ đi vệ sinh. Đuôi này của nó đứt đi có thể mọc lại, và nó đứt ra thì nó sẽ nhảy lon ton. Một cái cách mà cái bọn thằn lằn này nó tự vệ. Rắn mối này câu á, thì các bạn có thể mang nó về để làm ẩm thực. À, con này nó tức lên nó cắn này. Làm ẩm thực tức là mình có thể nấu một số món ăn với con rắn mối này. Người ta nuôi rắn mối dạng trang trại là để nuôi thương phẩm. Đấy. Rồi, ok. Đây, bây giờ mình sẽ cho nó vào trong cái túi đựng nhá. Câu hai con là đủ rồi. Có câu được thêm thì chúng ta cũng chỉ là để dự phòng hôm sau cho nó ăn thôi. Câu rất là đơn giản. Nãy giờ hết cả dế, chủ yếu là do dế nó chạy tẩu thoát. Rồi, bây giờ mình đi dòng dòng, đi dọc dọc cái bờ này này các bạn. Thấy nó chạy cái xào cái là mình câu thôi. Mình mà gặp con khác thì mình quay tiếp cho các bạn xem. Móc vào sẵn đi, lát có gặp rắn mối là chỉ có thế là câu thôi. Đây, móc con dế vào làm sao mà nó vẫn sống nhá, để cho nó gây sự chú ý. Cái lưỡi câu móc vào trong hoặc lòi ra ngoài không ảnh hưởng gì cả, bởi con rắn mối nó không có nhìn thấy cái lưỡi câu đâu các bạn. Nó không có đến cái mức thông minh, đến cái mức mà nó nhận ra đó là lưỡi câu đâu. Nó háo ăn lắm. Ok, thì mình tiếp tục di chuyển. Đây là con kỳ nhông nhé các bạn. Đây, con này nhiều bạn nhầm là con tắc kè nhưng mà không phải đâu. Nó là con kỳ nhông, mình sẽ câu lên cho các bạn xem. Nó cũng háo ăn giống như con rắn mối vậy. Nó ăn rồi, chờ nó nuốt rồi mình sẽ giết nó. Đây này các bạn.
trai chả thích, chả thích ít luôn. Đây là đây cho các bạn xem nó vướng này. Rồi, làm diễn viên siếc luôn rồi. Đây này, đây là con kỳ nhông nha các bạn. Nó dính chặt rồi, nó không ra được đâu. Để mình sẽ bắt ra mình review cho các bạn xem. Con này chủ yếu là bắt về để cho gà đá ăn. Chúng ta nuôi gà đá chúng ta thường bắt con này. Con này thì nó hung chứ không giống như con rắn mối đâu nhá. Đó, nó há mồm ra là nó cắn lại đó. Đây là review cho các bạn xem con kỳ nhông. Để những bạn nào hay nhầm là con tắc kè các bạn biết nhá. Con này không phải con tắc kè. Con này là con kỳ nhông hay còn gọi là tắc ké. Chân cũng 5 ngón. Đấy, miệng đầy răng sắc, người có gai nhìn giống như con rồng. Đây, miệng đầy răng sắc. Bên trong miệng nó như thế này. Người nó có gai lưng này. Sờ nó khô ráp. Con này đuôi dài mà chắc con này cắn nhau. Cắn nhau hoặc là ở gần đây có gà nó mổ cho mất đuôi. Con này mắt cũng có thể nhắm được nhưng mà mắt của nó linh hoạt lắm các bạn. Mắt của nó đảo tới đảo lui, linh hoạt lắm. Cái con này là trong truyền thuyết là tuổi thơ dữ dội ấy, là các bạn hay cho nó hút thuốc đây. Đấy, con kỳ nhông nhá các bạn. Con này thì rắn của mình không cho nó ăn được, người nó toàn gai góc thôi. Ăn gì con này. Nên là câu lên cho các bạn xem, đó nó đổi màu. Nãy là nó màu nâu, bây giờ nó thành màu xanh. Màu xanh là sợ hãi đấy. Nó đổi màu đẹp không? Hay nhờ, nãy màu nâu toàn thân giờ thành nửa nâu nửa xanh. Đầu vàng đẹp thế. Đấy, mỗi con vật nó đều có một cái đặc tính rất hay. Này, thả ra không cần chạy. Nó tưởng nó vẫn đang bị bắt. Ok, thôi thả nó đi nhé các bạn. Chúng ta bắt nó làm gì? Bắt để xem thôi. Con này nuôi làm cảnh được, cũng cho ăn dế. Đấy. Nhưng mà con này xấu. Chưa thấy cái anh lùn này mà lại xấu đến như vậy. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta di chuyển thôi các bạn. Di chuyển chứ không là chiều muộn tắt nắng là rắn mối nó trốn hết. Đây này các bạn, hiện tại thì mình đã về đến nhà rồi này. Đây là con rắn của mình. Nuôi nó trong cái hộp như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ cho rắn ăn nhé. Đây, mở ra cho các bạn xem rắn này. Đây, rắn rất đẹp. Đấy, ở trong chuồng nuôi rắn thì mình lót giấy này, để khi nó đi vệ sinh thì mình sẽ thay giấy. Cái này là cái bồn cây, ngày trước nó là cây xanh đẹp lắm, nhưng mà bây giờ thì nó hết đẹp rồi. Nó chết rồi cho nên chỉ còn đất thôi. Xịt nước vào để giữ ẩm. Còn đây là cái chén uống nước của nó. Đây, bây giờ sẽ lấy rắn ra. Sau đó mình cho nó ăn cho các bạn xem. Đây, cho các bạn xem rắn này. Thì cho nó ăn xong là chúng ta phải để cho nó yên tĩnh. Còn mà muốn xem thì chúng ta cho nó bò trước. Xem chán bây giờ chúng ta cho ăn nhé. Đây là con rắn ráo nhé các bạn. Mình nuôi nó được năm mấy rồi ấy. Đây, cho các bạn xem ngoại hình của nó, cái màu sắc của nó này. Loài này là loài không độc. Bụng này bụng vàng luôn. Bụng vàng ươm luôn này các bạn. Đây này. Đó. Loài này nó không có độc. Nên là chúng ta nuôi làm cảnh thoải mái. Đây, để nó xuống đất đi cho nó thoải mái. Đó, các bạn thấy dễ thương không? Đây, cho các bạn quan sát toàn cảnh này. Con này dài cũng tầm bao nhiêu nhỉ? Cái viên gạch này là khoảng 1 này, 2 này, hơn 2 gam của mình. Con rắn này chắc phải dài cỡ phải hơn 3 viên gạch đấy. Hơn 3 viên gạch, chắc cỡ 2 mét, hơn 2 mét các bạn. Đó, các bạn nhìn cái chiều dài của nó so với mình này. Con thú cưng độc đáo nhất của mình. À, còn con cá sấu với con tắc kè nữa chứ. Con nhện nữa. Nhím rùa, quên. Đây chỉ là một con thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho rắn ăn nhá. Quà cho rắn luôn.
rắn này thì cứ quy luật là theo cái lịch ăn của nó, thì ví dụ hôm nay mình cho ăn, 2 ngày sau mình cho nó đi vệ sinh, sau đó 3 ngày sau mình cho nó đi vệ sinh lần nữa và cho ăn tiếp, nghĩa là 5 ngày là cho ăn một lần đấy. Giờ nhiệm vụ là chúng ta làm cho mấy con rắn muối này nó xỉu đi, sau đó là chúng ta sẽ cho rắn ăn. Đây các bạn ngắm rắn nhá, giờ mình ra mình rửa cái con rắn muối này rồi mình làm cho nó xỉu đi. Đây cho rắn ăn nhá, làm cho rắn mối xỉu đi thì có nhiều cách, các bạn tự hiểu. Đây bây giờ lại đây mình cho các bạn xem cách mình cho rắn ăn này. Đây cho rắn ăn thì đơn giản thôi, nhưng mà trước khi cho ăn là chúng ta kiểm tra xem con rắn mối xem là nó có ve có con rận gì không. Nếu mà con rắn mối mà có ve có rận là chúng ta bỏ đi. Cho rắn ăn thì các bạn có thể cho ăn hai kiểu. Một là để nó tự nuốt, hai là các bạn nhét cho ăn. Thì với những con rắn mới chưa quen thì các bạn sẽ phải nhét cho nó ăn. Đây, nhét cho ăn là cách như thế này. Chụp lấy đầu của nó. Đây, sau đó cà vào cái miệng của nó. Lát nữa cho ăn con sau mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem. Con này á là mình nuôi ở trong phòng. Đến khi mà bắt nó ra ngoài như thế này là nó sợ rồi các bạn, nên là nó không chịu ăn, nhưng mà bắt nó ăn được. Đây nhét cho nó ăn nhé, ăn đi con dính nào, ăn một thôi để mình đút cho nó ăn luôn đi chứ nó không tự nuốt đâu. Đây xem nào, nó có nuốt không này. À đây, nó bắt đầu tự nuốt rồi. Bình thường mình phải nhét hết con rắn muối vô, nhưng mà ở đây thì mình nhét một phần thôi rồi để cho nó tự nó nuốt, cho nó quen đi các bạn. Nó bắt đầu nó đang nuốt con rắn muối đó. Thích ăn rắn muối lắm, đang sợ, nó đang được quay phim cho nên là nó ngại. Mình phải giữ cái tư thế bất động các bạn ạ, tại vì nếu mà mình động đậy ấy, là nó sẽ nhè ra. Đó các bạn thấy nó ăn dễ thương không? Nó cũng cần phải ăn uống mà. Nhìn mà nó hơi buồn cười tí. Đây để cho nó nuốt xong đi rồi mình cho nó ăn con kia nhé. Rồi bây giờ thì mình cử động được rồi này. Đó các bạn thấy không, cho rắn ăn rất đơn giản. Đây bây giờ mình cho nó ăn con rắn mối thứ hai nhá, nó phải ăn hai con nó mới no các bạn ạ. Đây ra đây, bây giờ mình cho các bạn xem kỹ thuật cho ăn này. Các bạn cầm rắn lên, các bạn hơi ngửa đầu nó lên. Ở đây nó có khóe miệng là chúng ta cà nhẹ vào khóe miệng của nó là tự nó sẽ há miệng ra. Đây các bạn nhìn này, cà nhẹ vào đây, sau đó đút đầu con rắn mối vô. Rồi như con rắn của mình nó quen rồi á, mình để yên là tự nó nuốt này. Đừng có cử động nha, để yên nha. Đó, phải hết sức chậm thôi thì nó tự nó nuốt vô. Còn giật mình là nó sẽ nhè ra đó. Chứng tỏ nó đói và nó rất thích ăn rắn muối.
Các bạn thấy rằng là tay của mình á phải giữ bất động một chỗ. Các bạn thấy cách mà nó kéo con mồi vào trong họng của nó không? Hai hàm hai bên nó sẽ chuyển động theo kiểu rích rắc. Bên này xong đến bên kia, bên này xong đến bên kia, rất là thú vị. Đây các bạn nhìn cách nó ăn nhé. Vậy là ta đã ăn xong con rắn mối thứ hai đấy. Nuốt như vậy là bây giờ chúng ta yên tâm rồi đó, như thế này là sẽ nhịn đói được 5 ngày. Đây, sau khi ăn xong là nó vươn lên để nó nuốt con mồi vô này, còn ngáp nữa chứ. Xong các bạn thấy không, đây sau khi ăn xong đấy thì nó vặn mình để nuốt con mồi vào sâu. Đây con mồi này các bạn, con mồi nó đang nằm ở giai đoạn này này đó, sau dần dần nó sẽ tụt xuống bên dưới này. Sau khi mà cho rắn ăn ấy thì chúng ta cần phải để cho nó yên tĩnh. Các bạn tuyệt đối không được bắt ra chơi, bởi vì nếu các bạn bắt nó ra chơi á thì nó sẽ ói, nó sẽ nhả ra những cái con mồi của nó. Đây này, nó đang nuốt đến đây này. Chúng ta sẽ để cho nó nằm yên trong vòng khoảng 2 ngày là nó sẽ đi vệ sinh lần đầu tiên. Thì cách cho rắn đi vệ sinh mình có làm một video cho các bạn xem rồi. Chỉ việc bắt nó ra là một lúc là tự nó sẽ đi vệ sinh. Nó chui vào trong áo mình luôn này. Đấy, ngoài ra thì cần phải cho nó uống nước nữa nha các bạn. Trong quá trình mà nó tiêu hóa thức ăn nó sẽ cần uống nước. Thì sau đây mình sẽ lấy một cái đoạn video ngắn cho các bạn xem cảnh con rắn nó uống nước nó như thế nào. Các bạn thấy thú cưng nuôi rất là dễ phải không nào? Rắn này nuôi làm thú cưng rất là đơn giản thôi. Nếu mà chúng ta tuân thủ đúng cái quy tắc thì thậm chí là nó không có mùi hôi, không gây nguy hiểm và cũng không tốn nhiều thời gian chăm sóc. Đấy, thì đấy là cách để mình cho con rắn của mình ăn. Thôi bây giờ mình sẽ cho nó vào chuồng để cho nó nghỉ ngơi nhé. Đấy, bạn nào thích các bạn có thể nuôi một con làm thú cưng, rất là thân thiện thôi các bạn. Lúc đầu thì có thể nó hung dữ ấy, nhưng mà nuôi quen thì nó cũng giống như là người nhà vậy. Đây, cho nó vô chuồng của nó. Cho nó vô chuồng. Chuồng này là cái chuồng mình nuôi ở trên thành phố. Mình hay phải di chuyển nhiều cho nên là cái chuồng nó hơi bé. Nhiều bạn bảo chuồng bé là đúng đấy. Đó nhỉ, chúng ta nuôi nó trong chuồng to. Nhưng mà thông thường ấy, sau khi mà nó tiêu hóa thức ăn xong ấy thì chúng ta có thể thả nó ra phòng cho nó bò vòng quanh phòng không sao cả. Đậy lại như thế này. Cái thùng là mình đục vô số những cái lỗ nhỏ. Đây, vô số những lỗ nhỏ cho nên là thoải mái là nó có thể thở được nhá. Đấy, thế này là chúng ta đậy lại. Xong, chờ 2 ngày nữa chúng ta cho nó đi vệ sinh. Sau đó 3 ngày nữa cho nó đi vệ sinh lần nữa là lại tiếp tục đi bắt rắn mối cho ăn, hoặc là đi mua lươn cho ăn. Rồi, thì đó là cái video hôm nay mình muốn gửi đến cho các bạn.
chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.